chị em và mọi người thấy ông Phương cứ ngắm cái bộ này mãi mà không kiểu cũng không muốn cất lời lên, bởi vì sao? Bởi vì nó quá đẹp ý. Khi mà mình mặc cái mẫu này thì mình thấy là mình chẳng cần nói gì đâu, chắc chắn là các chị em thì cũng sẽ thích và mua thôi. Mẫu váy này thì sẽ gồm có một cái phần váy chính dáng suông và một cái beo. Cái beo này thì mọi người có thể thắt ở trước hoặc là thắt bên rìa như thế này nhé cả nhà nhé, rất là xinh luôn. Dáng của nó thì là một cái dáng suông cực kỳ dễ mặc và siêu che khuyết điểm, che được bụng này và đặc biệt là phần trên cũng rất là kín đáo. Và với cái chất liệu của lụa tim cao cấp như thế này ý, thì mọi người hoàn toàn có thể mặc cái mẫu này để đi tiệc này, những cái bữa tiệc cuối năm quan trọng này, hoặc là mọi người cũng có thể mặc nó để đến những cái buổi hẹn hò hoặc kỷ niệm ngày cưới đó, thì chắc chắn là sẽ khiến mọi người rất là nổi bật. Và mẫu váy này thì chúng ta sẽ có hai màu, có màu đen và có màu be. Hai màu đều rất là xinh đó. Hai màu đều rất là xinh luôn nên nếu mà bắt Phương chọn không biết chọn màu nào luôn. Đây là cái phần beo ở đây thì mọi người có thể nhìn này, nó sẽ là một cái phần beo đính cườm rất là xinh như thế này đó, rất là lóng lánh luôn. Và cái tông màu đen này thì cũng phù hợp với những ai mà có thân hình hơi béo một chút thì nó sẽ giúp chúng ta ăn gian được cân nặng. Mẫu váy này thì chúng ta cũng có đủ size cả nhà nhé, S, M, L, XL.